Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cùng bài các em cùng theo dõi môn đạo đức lớp 3, trang 23 đến trang 27, sách Chân trời sáng tạo. Bài 5 tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở trường. Thì mục tiêu của bài 5 này đó là các em sẽ nêu được một số biểu hiện của tính của tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở trường. Biết được vì sao phải tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở trường. Hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở trường có đúng kế hoạch, có chất lượng. Nhắc nhở bạn bè tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở trường. Khởi động, hát bài hát đòi em làm kế hoạch nhỏ, nhờ qua lời phong nhã và thực hiện yêu cầu. Nêu cảm nhận của em về việc làm của các bạn trong bài hát. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm lời của bài hát. Thì ở đây cô không thể cho các em nghe được bài hát được. Thì các em sẽ tìm hiểu thêm và chúng ta sẽ nêu cái cảm nghĩ của mình. Thì ở đây một số cái ví dụ về cái việc làm các bạn ở trong bài hát. Ví dụ như là việc làm của các bạn xứng đáng được nêu gương để mọi người noi theo và học tập. Việc làm của các bạn rất có ích giúp cho chúng ta rèn luyện được cái tinh thần tự giác và đóng góp cho tập thể. Việc làm của các bạn khơi dậy cái ý thức của mỗi cá nhân, nhắc nhở mọi người nên hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao trong trường lớp. Rồi tiếp theo là phần kiến tạo tri thức mới, số 1 nhỏ, quan sát tranh và cho biết bạn nào tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở trường. Thì các em quan sát tranh ở đây, ở tranh 1 thì các bạn đã dọn dẹp vệ sinh thật là sạch sẽ trong cái buổi tổng vệ sinh lớp học. Rồi ở tranh 2, hội nghị văn nghệ thì lớp giao cho một bạn mang khăn trải bàn, nhưng mà bạn đã chẳng nhớ gì cả. Rồi tiếp theo, tranh 3. Thì có một bạn xin lỗi các bạn còn lại bởi vì ngủ quên nên đã đến trễ. Rồi tranh 4. Thì các bạn đã cùng nhau làm việc nhóm, đã dành cả ngày để mà tìm thông tin cho cái bài, để cho cái buổi thảo luận nhóm. Tức là bạn nữ này đã dành cả ngày thứ bảy để tìm cái thông tin cho cái bài mà cả nhóm đang thảo luận. Rồi tiếp theo tranh 5 thì các bạn đều hăng hái tham gia phát biểu ý kiến. Rồi ở tranh 6 thì các bạn đã cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, đó là các bạn đã cùng nhau để mà thi đua học tập, tích cực tham gia các phong trào văn nghệ. Như vậy ở đây, tranh số 7 này thì các bạn cùng nhau chăm sóc vườn cây của trường. Rồi tranh số 8 thì các bạn tích cực tham gia ủng hộ cái phong trào nuôi heo đất giúp bạn vui Tết để ủng hộ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Như vậy ở đây chúng ta sẽ nêu thêm các biểu hiện tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở trường. Thì ở câu số 1 này thì chúng ta sẽ quan sát tranh và cho biết bạn nào tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở trường. Rồi chúng ta sẽ nêu thêm các biểu hiện của tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở trường. Như vậy ở tranh 1, các bạn trong các bức tranh 1, 4, 5, 6, 7, 8 đã tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở trường. Thì các em thấy ở trong tranh 1 thì các bạn cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, không có ai lười nhác trốn việc. Rồi tranh số 4 thì các bạn nữ đã dùng thời gian nghỉ của mình để tìm tài liệu phục vụ cho bài làm của nhóm. Rồi tranh số 5 thì các bạn trong nhóm tích cực tham gia xây dựng bài. Rồi tranh 6 các bạn cùng nhau biểu diễn văn nghệ. Tranh 7 các bạn cùng nhau chăm sóc vườn cây của trường. Rồi tranh 8 thì các bạn tích cực tham gia ủng hộ phong trào nuôi heo đất để ủng hộ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Thì đây là những cái bức tranh có các bạn tích cực tham gia hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở trường.
Rồi, ở đây một số biểu hiện khác của việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp ở trường nữa, đó là luôn hoàn thành đúng hạn các công việc bài tập mà thầy cô giáo đã giao. Rồi có tinh thần phấn đấu không ngừng học hỏi để hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Tiếp theo số 2 nhỏ quan sát các tình huống và trả lời câu hỏi. Tình huống 1. Thì ở tình huống 1 này, cô giáo cho các bạn hoàn thành cái tranh vẽ này trong một tuần. Chủ đề đó là ngày Tết quê em. Nhiệm vụ là vẽ tranh theo chủ đề ngày Tết quê em. Rồi đến cuối tuần thì có bạn thưa cô em đã quên chưa vẽ ạ? Thưa cô em đã vẽ xong rồi. Như vậy ở cái tình huống 1 này thì chúng ta thấy là bạn gái tóc ngắn đã hoàn thành nhiệm vụ đúng cái kế hoạch, về đúng một tuần sau thì bạn đã nộp bài vẽ cho cô. Rồi tiếp theo tình huống 2 là cô giáo yêu cầu các bạn là hoàn thiện sản phẩm thật cẩn thận môn công nghệ, thì bạn A sẽ trang trí thêm cho đẹp hơn nữa, bạn B thì có sản phẩm nộp là được rồi, không cần phải cẩn thận quá. Như vậy bạn nào hoàn thiện nhiệm vụ có chất lượng? Thì chúng ta thấy bạn nam trong tranh A hoàn thành nhiệm vụ có chất lượng vì bạn không chỉ muốn nộp đúng hạn mà còn muốn trang trí thêm cho đẹp hơn. Rồi tiếp theo, câu số 3 quan sát tranh và trả lời câu hỏi. Tranh 1. Thì thầy giáo đã khen bạn nam nhờ tích cực hoàn thành nhiệm vụ nên bạn đã có nhiều tiến bộ trong học tập và rèn luyện. Rồi tranh 2. Việc tích cực hoàn thành các nhiệm vụ giúp mình sáng tạo hơn và thấy tự tin hơn. Như vậy vì sao cần tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp ở trường? Thì chúng ta cần tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp ở trường để có sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, nhận được sự tuyên dương công nhận của thầy cô giáo và bạn bè xung quanh, phát triển bản thân giúp chúng ta sáng tạo hơn, tự tin hơn. Rồi tiếp theo là phần luyện tập. Câu số 1, em sẽ khuyên bạn điều gì trong các tình huống sau, vì sao? Tình huống 1, thì ở đây các bạn đang tham gia một buổi lễ phát động phong trào kế hoạch nhỏ. Thì tất cả các bạn đều chú ý nghe, nhưng mà chỉ có hai bạn đang nói chuyện với nhau, là nhà tớ có rất nhiều giấy vụn nhưng tớ chỉ mang một ít thôi. Thì ở trong cái tình huống này em sẽ xử lý như thế nào? Thì em sẽ khuyên bạn là không nên làm như vậy, vì tích cực tham gia hoạt động do trường lớp phát động thì sẽ giúp cho chúng ta có thêm điểm cộng khi đánh giá hạnh kiểm cuối kỳ. Rồi tiếp theo tình huống 2. Trong giờ sinh hoạt lớp thì cô có một bạn hát rất là hay. Tức là bạn này đã đề cử bạn Bin tham gia chương trình văn nghệ sắp tới, nhưng mà bạn Bin nói là thôi tớ không thích tham gia đâu. Như vậy trong tình huống này các em sẽ khuyên như thế nào? Chúng ta sẽ khuyên Bin không nên nói mình không thích, vì bạn đang ở trong một cái tập thể và ai cũng phải góp sức mình vì tập thể ấy. Nếu bạn không muốn tham gia thì có thể đề xuất ý kiến, lựa chọn một cái ứng cử viên phù hợp hơn. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ xử lý tình huống. Tình huống 1, giờ học giáo dục thể chất, cả lớp đang tập luyện tích cực thì Tin thấy cớm. Vừa tập vừa nói chuyện với bạn bên cạnh, nếu là Tin em sẽ làm gì? Thì nếu là Tin em sẽ khuyên cớm không nên tiếp tục nói chuyện với bạn, làm ảnh hưởng đến chất lượng luyện tập của cả hai.
Rồi tình huống 2, giờ học tiếng Việt cô giáo giao nhiệm vụ cho cả lớp làm việc nhóm trong 5 phút để tập kể lại một câu chuyện. Nếu là thành viên trong nhóm thì em sẽ làm gì để nhóm hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch? Thì nếu là thành viên nhóm thì em sẽ phân vai, phân đoạn cho từng thành viên trong nhóm để mọi người chủ động phối hợp với nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao. Rồi tiếp theo là phần vận dụng chia sẻ về việc em tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở trường. Thì chúng ta sẽ chia sẻ về cái việc mà chúng ta đã tích cực tham gia hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở trường. Ví dụ như là chúng ta đã tích cực tham gia vào các phong hoạt động do lớp trường tổ chức như là phong trào kế hoạch nhỏ, nào quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. Rồi luôn hoàn thành tốt và đúng hạn những công việc được thầy cô giáo giao cho. Trong lớp hăng hái phát biểu xây dựng bài. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ là cùng lập kế hoạch cho một cái hoạt động chung của cả lớp. Gợi ý, ở đây chúng ta sẽ cùng lập một cái kế hoạch gồm có tên hoạt động, nội dung công việc và người thực hiện, thời gian hoàn thành. Rồi số 3 nhỏ đó là chúng ta tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở trường. Thì nhiệm vụ tích cực hoàn thành ở trường, ở lớp chúng mình thi đua. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn đạo đức lớp 3 của bộ sách Chương trời sáng tạo. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy like và đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Chúc các em học tập tốt và chào tạm biệt các em.